Mỗi con người chúng ta sinh ra chúng ta chỉ có một cái miệng và hai cái lỗ tai. Điều đó có ý nghĩa rằng là chúng ta phải học nghe nhiều hơn học nói. Đôi khi không biết nói gì thì chúng ta phải học cách im lặng. Muốn có được hạnh phúc, đôi khi chúng ta đừng nên quá can thiệp vào đời sống của người khác. Đừng tham gia vào các cuộc bình luận nếu mình không biết gì về những điều mà mọi người đang bàn luận. Chúng ta phải học được cách rằng là đừng bao giờ nhìn vào hình thức bên ngoài để xác minh, xác định một cái việc nào đó nó đúng hay là nó sai. Sự chân thành của mỗi con người nó đến từ con tim và phải trải qua một cái thời gian rất là dài để thể hiện cái điều đó. Đừng bao giờ lãng phí thời gian của mình với những người không đáng nói. Nếu muốn công việc chúng ta được thành tựu thì hãy tập làm việc trong im lặng. Kết quả sẽ tự lên tiếng cho việc làm của mình. Bản thân chúng ta sẽ không thể gặp được người chân thành nếu bản thân chúng ta là người sống không chân thành. Mọi thứ trên đời đều có sự sắp đặt, an bài của tự nhiên, của nhân duyên. Cho dù có cưỡng cầu cũng không được. Vì vậy, học cách im lặng để cuộc sống chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn, bình yên hơn.